À, xin giới thiệu với cả nhà cái là máy Taro khí nén thương hiệu Trademark, sản xuất tại Đài Loan. Đây là cái model AQ12950. Đây là cái là máy chạy bằng khí nén. Chúng ta có khả năng Taro được từ M3 đến M12. M3 đến M12 với cái tốc độ là 400 vòng trên 1 phút và bán kính làm việc tối đa là 950 và nhỏ nhất là 100, với trọng lượng là 16 kg. Với cái dòng máy AQ12950 thì nó sử dụng khí nén áp lực là 6 đến 8 kg với cái chuẩn Corlett kẹp mũi taro là loại tháo lắp nhanh có chống quá tải, và cái mã của nó là TCS1B. Chúng ta kèm theo máy thì gồm có 6 cái collet có chống quá tải rồi. Tuy nhiên chúng ta có thể mua thêm cái nào mà mình cần thì mua thêm ngoài những cái mà nó kèm theo máy. Nếu không có thì chúng ta có thể mua thêm cái collet. Đối với cái loại máy này thì thông số cơ bản là như vậy, chúng ta xem trên màn hình. Đó là khả năng taro lớn nhất là M12, nhỏ nhất là M3, tốc độ là 400 vòng trên phút và mới làm việc 100 đến 950. Áp lực khí nén là 6 đến 8 kg, trọng lượng là 16 kg. Phụ kiện thì nó gồm có 6 cái collet tự chọn. Đây là loại collet có chống quá tải và tháo lắp nhanh. Đặc điểm của cái loại máy này thì chúng ta sử dụng rất là tiện lợi. Chúng ta có thể gá cái máy ở một cái vị trí nào đó, sau đó mình sẽ taro trên nhiều cái lỗ trên một cái phạm vi rộng, bán kính là 950. Với cái cần nó là nhiều khớp cho nên chúng ta có thể di chuyển khá là nhẹ nhàng. Cầm tay cũng rất là nhỏ gọn. Taro cũng đơn giản, không có phức tạp. Chúng ta dùng để taro trên mọi loại vật liệu. Thì đối với Taro thì cái đây cũng là một cái loại máy, nó cũng có rất nhiều tiện lợi khi mà mình sử dụng. Rồi, để mua máy Taro thì chúng ta cứ liên hệ với lại chúng tôi theo cái số điện thoại 0938818968 và email. Chúng ta có thể gửi email để sẽ có giá tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi chuyên cung cấp rất nhiều các loại máy tarot khác nhau. Khách hàng có thể gửi email để chúng tôi chọn là phù hợp nhất. Xin cảm ơn rất nhiều.